này xá lợi tử trong đó địa giới chẳng thể nắm bắt được chân như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó địa giới còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của địa giới có thể nắm bắt được trong đó thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó thủy hỏa phong không thức giới còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được này xá lợi tử trong đó vô minh chẳng thể nắm bắt được chân như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó vô minh còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của vô minh có thể nắm bắt được trong đó hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử chẳng thể nắm bắt được chân như của hành cho đến chân như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của hành cho đến chân như của lão tử có thể nắm bắt được. Này xá lợi tử, trong đó bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bố thí ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chân như của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được. Trong đó tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Chân như của tịnh giới với an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tịnh giới cho đến bát nhã, ba la, mật đa còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã, ba la, mật đa có thể nắm bắt được. Này xá lợi tử, trong đó pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không nội cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó pháp không nội còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của pháp không nội có thể nắm bắt được trong đó pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được